Các bạn thân mến, và bây giờ cô Tí xin giới thiệu một tiết mục thật hay, tiết mục liên khúc dân ca. Các bạn ơi, tiết mục này các bạn sẽ thấy 15 con ngựa thiệt ở trên sân khấu luôn, không phải là người giả đâu, các bạn vỗ tay lên đi. Cô Tí kêu 15 con ngựa ra đây cho các bạn coi.